Thôi, không cần nói nhiều để bắt đầu. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức sau đây. Chúng tôi xin mời thí sinh số 1, Julie Ngọc Hân, 37 tuổi, đến từ Texas, TV host. Số 2, Fumiyama từ Kim Thủy, 41 tuổi, đến từ Tokyo, Nhật Bản, thương gia. Số 3, Lê Ánh Đôn, 45 tuổi, đến từ Connecticut, cô giáo và MC. Số 4, Trương Thị Tuyết Nga, 51 tuổi, đến từ Việt Nam, bác sĩ. Xin số 5, Angel Fan, 34 tuổi, đến từ Oregon, thiết kế thời trang. Xin số 6, Sonia Đặng, 40 tuổi, đến từ Yokohama, Nhật Bản, chuyên gia địa ốc. Số 7, Thái Như Quỳnh, 69 tuổi, đến từ Michigan, chuyên viên bưu điện. Số 8, Phan Thủy Thiên Trang, 41 tuổi, đến từ Houston, Texas, phụ tá luật sư.
Thí sinh số 9, Victoria Ái Linh, 37 tuổi, đến từ Houston, Texas, dược sĩ. Thí sinh số 10, Tristan Trâm Bùi, 26 tuổi, đến từ Seattle, Washington, giám đốc điều hành trung tâm thẩm mỹ. Thí sinh số 11, Louis Thanh Vân, 48 tuổi, đến từ Đức Quốc, thương gia. Thí sinh số 12, Lê Thanh Thanh, 37 tuổi, đến từ Huntington Beach, California, ca sĩ. Thấy thế nào ạ? Đã có ai chấm điểm được chưa ạ? Nhưng mà chúng tôi xin quý vị xin lưu ý quý vị là còn tới những hai màn thi nữa cơ. Thành ra cũng giống như trong nghề luật người ta nói đó, là đừng có nên quyết định cho tới khi chúng ta nghe hết tất cả các bằng chứng. Xin quý vị nào mà có muốn bỏ phiếu cũng chờ thêm hai màn thi nữa nhé. Xin cảm ơn quý vị. Để tiếp nối chương trình và cũng để cho quý vị trong ban giám khảo có thời gian chấm điểm, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một tiếng hát mà chính bản thân chúng tôi và rất nhiều người trong chúng ta đều ái mộ từ nhiều thập niên qua. Chúng tôi xin mời quý vị cho một tràng pháo tay đón chào nam danh ca Chế Linh.